Ơi, xin chào quý vị anh chị và các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 9 giờ sáng ngày 1 tháng 11 năm 2022. Hôm nay cũng là đầu tháng 11 rồi quý vị ha. Đã là cũng bước vào mùa khô rồi. Hôm nay thì trời nắng ấm áp đó. Thời tiết rất là đẹp. Hồi sáng có trời se se lạnh quý vị. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại đối diện với thác Cam Ly quý vị ha. Ở bên kia là thác Cam Ly, ngoài này là con đường Nguyễn Đình, đường Hoàng Văn Thụ quý vị. Nếu như mà chúng ta ra ngoài đường lớn đó, rẽ phải là sẽ đi ra làng hoa Vạn Thành và đi Tân Nung quý vị ha. Còn rẽ trái là sẽ đi vào trung tâm thành phố Đà Lạt. Bên phía tay trái của chúng ta là trạm xử lý rác đó. Wow, quá đã. Đó, quý vị thấy chưa? Nó còn đẹp hơn là ở ngoài sân bay Cam Ly nữa quý vị. Trời ơi, vô cùng tuyệt vời luôn. Đây quý vị, hoa dã quỳ nó nở giữa rừng thông đó, dưới những tán thông luôn. Wow, trời ơi, đúng là Đà Lạt đi đâu đâu cũng đẹp hết quý vị, khung cảnh nào cũng cảm thấy nè rất là tuyệt vời luôn. Đứng đây nhìn ra là thấy thành phố ngoài kìa, làng Bị An luôn. Ở dưới này là ruộng vườn của bà con ha. Những mảnh ruộng người ta trồng mà rau. Và xung quanh này người ta trồng cà phê. Vô cùng yên tĩnh, chỉ có nghe chim hót thôi. Bên kia là nhà của người ta quý vị, nhà và vườn ha. Tuyệt vời luôn. Thôi mình cứ đi theo hướng này luôn quý vị. Cái hướng bên kia hồi trước mình cũng đi rồi. Thấy hướng này đẹp quá thôi. Đổi hướng luôn ha. Không như dự định ban đầu. Ở cuộc sống này mình cứ đi lang thang như vậy quý vị. Nó có những cái lối rẽ mà mình có thể bất ngờ lắm. Lối rẽ này là lối rẽ một cách tự nhiên đó quý vị, đi theo cảm xúc và cảm hứng ha. Mình cứ chạy sâu vào trong này để khám phá luôn. Đây là vùng đất mới mình chưa đi vào. Quá đẹp quý vị ha. Thì ra đây quý vị, tới đây mình đã nhận ra rồi. Hôm kia mình có làm một cái clip, là đi theo con đường này để đi vào cái bản làng nằm trên sóng lưng khủng long đó. Và theo con đường này thì chúng ta sẽ đi về Tà Nung luôn, về cà phê Mê Linh luôn.
Đó, ra tới ngã ba này mình mới nhận ra đó quý vị. Đó. Trời ạ, à, thì ra là như vậy. Vậy thôi mình quay lại ha. Ra đây còn có lạ lẫm gì nữa đâu. Chỗ này là căng tin này, cắm trại, cà phê lều đó, rồi homestay tây ở lưu trú trong này luôn. Ra lại để chạy sâu vào trong cái bãi rác Cam Ly để tham quan lại để quý vị. Bên này thì mình cũng đi rồi, lẽ ra là nó nối qua bên kia, nhưng mà cái con đường này cũng rất là đẹp luôn quý vị. Đó, quý vị thích hoa dã quỳ cũng có thể đi vào đây để mà chụp hình được quý vị. Nó cũng đẹp, không cần phải nhất thiết đi xa xuống dưới tận Đông Dương đâu ha. Dưới Đông Dương cũng có một con đường hoa dã quỳ đẹp như thế này, nhưng mà nếu như quý vị không cần đi xa thì có thể di chuyển ra khỏi trung tâm thành phố Đà Lạt tầm khoảng 5-6 cây số, 6 cây số quý vị. Đó, theo con đường Nguyễn Đình Quân chạy thẳng lên bãi rác Cam Ly ha, rẽ phải và đi vào con đường này. Bên này loại hoa gì mà nó mọc dài tím tím đẹp quý vị. Đó, đứng đây là nhìn xuống dưới bãi rác quý vị ha. Hiện tại bây giờ người ta đã xử lý đi rất là nhiều rồi nè, hồi trước vào đây nó còn khá là ngổn ngang. Nhìn về dưới kia là núi đồi Tà Nung đó. Hôm qua mình đi dưới đó mà nhìn lên trên này là thấy, và đồng nghĩa rằng mình ở trên này mà nhìn xuống thì sẽ thấy luôn. Vào những cái khu rừng của thành phố Đà Lạt các quý vị nên đi theo nhóm ha. Đó, nhắc lại nhiều lần là phải đi theo nhóm một hai hai ba người gì đó, 4-5 người gì đó, vừa vui vừa có bạn đồng hành nó vui không quý vị, vừa có vấn đề gì thì cũng có thể hỗ trợ cho nhau ha. Còn mình thì mình cứ đi độc hành như thế này thôi quý vị. Đó, dưới kia hoa dã quỳ quý vị thấy đã không? Hoa đã luôn ha. Quý vị thấy không, vào đây cũng không kém phần xinh đẹp, thậm chí nó đẹp hơn bên kia nữa. Hoa dã quỳ giữa núi rừng ở vàng rực rồi, quý vị hãy tranh thủ đi ha. Mai mốt mà tầm khoảng giữa tháng 11 nó tàn đi thì nó không còn đẹp nữa. Bây giờ là rực rỡ hoa dã quỳ, hoa ngũ sắc đó, mình nói rồi, mùa này trăm hoa đua nở. Rồi mình đi sâu xuống dưới đi quý vị ha, còn đẹp nữa. Đường này vẫn còn là đường đất đường đá thôi quý vị, lởm chởm khá là khó đi ha. Ủa, trời ơi đẹp quá quý vị ơi. Không thể nào tưởng tượng nó đẹp như thế này. Trời ơi, nó đẹp thật rồi luôn. Mình đi bộ xuống đây một chút quý vị ha, đi thư thả ngắm cảnh một chút.
Để mình gắn cái len góc rộng vào đi. Đó, quý vị thấy toàn cảnh chút hơi hẹp. Đó, quý vị vào đúng ngay con dốc này với hai bên là hai núi Hoa Dạ Quỳ luôn. Thì quý vị sẽ chụp cho mình những cái bức hình, bức ảnh phải nói vô cùng tuyệt vời. Trời ơi, có đoàn phim nào vào đây đóng phim chưa ta? Nếu như mà có đoàn phim nào lên ý tưởng vào đây đóng bộ phim về Hoa Dạ Quỳ cũng đẹp lắm. Tiếc rằng mình không phải là đạo diễn. Nếu mà mình đạo diễn, mình sẽ thực hiện một bộ phim chuyên nghiệp ở đây. Còn mình chỉ là một cái người đi quay phim mà nghiệp dư bình thường thôi. Quá đẹp. Cây lưng lớn này là cái gì ta? Cây lá nó to như thế này là cái gì đó quý vị? Nếu như mà đi hết khu vực này phải nói rất là dài luôn quý vị. Có hai con đường ha, một con đường đi xuống đây và có cái ngầm ngã ba ở trên mình đậu xe trên á. Đi bên trái cũng đi sâu vào rừng luôn. Đó. Đẹp quý vị ha. Trời ơi. Dưới này là trang trại của bà con dưới á. Trang trại nhà cửa của bà con dưới đó. Trang trại người ta trồng rau trồng hoa dưới đó quý vị ha. Đó quý vị có thể thấy nhìn lên trên kia vẫn còn núi rác ở trên đó. Tuy nhiên không sao. Có những hoa dạ quỳ này nó làm đẹp cho khu vực này rồi. Đó. Nó che đi và nó tô điểm cho cái khu vực này trở nên vô cùng tuyệt vời. Quá đã. Thôi mình đi lên lại quý vị. Đó, nếu có một cái diễn viên ở đây nữa ha. Từ cái đồ mà đi lang thang đến giờ mình cảm thấy yêu đời và yêu thiên nhiên nhiều hơn nữa quý vị. Đó. Đi lang thang như thế này làm bạn với cây cỏ này. Nên mình cảm thấy là mình yêu đời và yêu thiên nhiên rất là nhiều luôn. Những cái vẻ đẹp như thế này đúng là nó mê hoặc bất cứ ai. Cho dù tâm hồn nó có chai sạn cỏ sỏi đá đến chừng nào thì khi lang thang vào những khu vực như thế này thì cũng khó mà kiềm chế được, sẽ rung động ha, sẽ rung động trước cái vẻ đẹp của thiên nhiên nó ban tặng cho chúng ta. Quá tuyệt vời. Lên lấy xe mình chạy sâu vào trong chút nữa quý vị. Đó. Trong khu vực này có hai đường hoa dạ quỳ luôn ha. Thì quý vị không cần phải đi đâu xa cả. Vào trong này cách trung tâm thành phố Đà Lạt cũng 5-6 cây số thôi. 6-7 cây. 6 cây quý vị. Quý vị đi theo hướng Hoàng Văn Thụ ha. Vào con đường Nguyễn Đình Quân. Và cứ chạy thẳng. Chạy thẳng lên trên bãi rác Cam Ly này luôn. Là sẽ thấy
đi xuống dốc đi lên lại nó mệt quý vị. Vì con đường này rất là dốc luôn á. Thấy nóng liền à. Rồi, chúng ta chạy sâu vào trong chút nè quý vị ha. Đẹp quá. Đó, quý vị thấy chưa? Con đường đi vô đẹp không? Quá tuyệt vời luôn. Nếu như theo con đường này thì chúng ta sẽ đi sâu vào trong nữa. Cách đây mấy tháng thì mình cũng có làm một cái video mình sâu vào trong kia rồi quý vị. Bây giờ mình không có đi vào trong đó nữa ha. Vào tới đoạn này thôi. Rồi chúng ta ngắm cảnh ở đây một chút. Rồi sẽ đi ra lại thôi quý vị. Đó, nhìn về dưới tà nung, núi rừng và nói bao la bạt ngàn. Ở đây một cái view cũng phải nói tầm nhìn vô cùng tuyệt vời luôn quý vị. Ở dưới này là vườn cà phê của người ta quý vị ha, trang trại lớn luôn á. Nó có hồ, có cái hồ cá dưới kìa. Đó, trang trại có ngôi nhà ở dưới đó, nhà tôn quý vị. Quá đẹp. Wow, đứng đây ngắm cảnh quá tuyệt vời luôn quý vị ơi. Lốm đốm lốm đốm hoa dạ quỳ nó nở khắp cả núi rừng như thế này. Mình thật sự rất là lưu luyến cái khu vực này luôn quý vị. Tại vì nó thật sự với quý vị nó quá đẹp. Đó. Quý vị nhìn trong hình ảnh như thế này thì thấy nó đã rất là đẹp rồi ha. Không hồ gì mà nếu như mà chúng ta đi trực tiếp vào đây thì bảo đảm với quý vị á, nhìn trực tiếp như thế này nó còn đẹp nhiều hơn nữa. Đó. Có cái núi đá này. Đẹp hơn tuyệt tình cốc nữa chứ. Vị trí này mà chụp hình thì vô cùng ảo diệu luôn. Quá tuyệt vời luôn quý vị. Mình đi xuống dưới này một cái. Vào núi đá này một cái quý vị. Đây có cái hố nào không? Quá đẹp luôn quý vị ơi. Wow, phải nói cho chỉ có hoa thôi quý vị ạ. Đó, núi đá như thế này. Còn thêm bên này là hoa dạ quỳ. Nở vàng rực. Tuyệt vời không quý vị?
Quá đã luôn ha. Vào đây có cái góc chụp hình phải nói là rất là ảo diệu đúng đấy. Đó. Thấy đã đời chưa quý vị? Leo lên tảng đá này luôn. Wow, đã đời chưa? Đó. Tự nhiên vào đây thấy con người mình nó nhỏ bé vậy dịu vậy ta. Những phiến đá và hoa dạ quỳ. Rồi hôm nay mình cũng dẫn quý vị anh chị và các bạn đi vòng vòng vào núi rừng của thành phố Đà Lạt để mà chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nó trong cái mùa khô, mùa trăm hoa đua nở, mùa mà hoa dạ quỳ phải nói nở vàng rực khắp nơi như thế này. Đây là một cái hướng đi cũng rất là đẹp luôn quý vị. Đó. Nếu như mà quý vị có hứng thú thì cũng có thể đi vào đây ha. Hồi nãy mình cũng có hướng dẫn đường đi rồi. Nó cũng không cách quá cách xa trung tâm thành phố Đà Lạt. Từ trung tâm thành phố Đà Lạt chợ vào đây thì tầm khoảng 6-7 cây số quý vị. Đó, đi theo hướng đường Nguyễn Đình Quân ha. Vào đây để mà chụp hình. Đó, tham quan, ngắm cảnh, thư giãn. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi, cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào quý vị.